Tổ công nghệ sổ cộng đồng thôn Tân An, xã Viễn Sang, huyện Vĩnh Linh được thành lập năm 2022 với nông cốt là cán bộ cấp ủy, ban điều hành và trưởng các tổ chức đoàn thể của thôn. Để người dân làm quen với khái niệm chuyển đổi sổ, ban phát triển thôn đã phối hợp chặt chẽ với các chi hội đoàn thể trong thôn, lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thanh thao các ứng dụng sổ cơ bản. Đến nay, hầu hết người dân thôn Tân An đều biết ứng dụng các nền tảng sổ phục vụ trong đời sống hàng ngày. Tôi cũng thấy là có những vấn đề làm đó cũng rất là thuận lợi cho mình, nhất là những cái vấn đề coi như là trong khi mình đi giao tiếp với các cái tổ chức có liên quan đến vấn đề giấy tờ về hành chính, tôi thấy là thuận lợi. Các hoạt động của chi bộ ban điều hành thôn, các đoàn thể thôn Tân An đều ứng dụng các phần mềm Zalo, Facebook. Tổ công nghệ số cộng đồng thôn cũng tích cực vận động người dân lắp đặt internet. Hệ thẩm camera giảm sát được lắp đặt tại các điểm công cộng, điểm tập trung đông người và kết nối về điểm giảm sát tập trung tại công an xã, thôn nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự công cộng. Thôn Tân An cũng là một thôn trẻ, đại đa số là cán bộ công nhân viên chức chỉ có 17% đó là nông dân làm công tác nông nghiệp thôi còn đại đa số còn lại là buôn bán và là trí thức cả nên cái việc hòa nhập và chuyển đổi số cũng rất là nhanh à, sau 3 tháng đó thì bắt đầu là hầu như là nhân dân là hưởng rất là tốt và hiện tại bây giờ chỉ cần một thông báo thông báo ngay đổ rác rồi là ngay gom rác à, hay là lịch cắt điền hay tất cả mọi một tin nhắn ở trên bán điều hành thôn chuyện lên là hệ thống Zalo của thôn thì tất cả mọi người, người dân đó, là đều là đọc được và biết được. Với những nỗ lực trong thực hiện vận động người dân thực hiện chuyển đổi số, tại hội thảo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2023, tổ công nghệ sổ cộng đồng thôn Tân An, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh là một trong hai tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tăng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động của tổ công nghệ sổ cộng đồng.